Chào cả nhà, hôm nay Thỏ sẽ kết hợp với mấy bạn bên Farfood để mà chia sẻ với mọi người một số cái tip nhỏ về bánh kem bơ Hàn Quốc. Thì trong đó nội dung chính là Thỏ sẽ hướng dẫn mọi người cách làm hoa camellia và hoa cẩm tú cầu ha. Bây giờ Thỏ sẽ bắt đầu vô, tại vì mình sẽ tiết kiệm thời gian cho mọi người ha. Trong chương trình thì Thỏ sẽ nói một vài chia sẻ một vài tip về màu sắc ha. Thì các bạn cũng biết là cái màu sắc nó đóng vai trò rất là quan trọng trong cái việc làm nên một chiếc bánh đẹp. Tại vì mấy bạn có làm hoa có đẹp như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà khi mà mấy bạn không biết cách phối màu lên bánh thì cũng khó lấy được cảm tình của cái người người xem ha. Thì ở đây Thỏ sẽ chia sẻ cái cách mà Thỏ thường phối màu lên cái bánh của mình ha. Thường thường á, khi mà Thỏ phối màu lên bánh của mình, Thỏ trước hết là Thỏ hay chọn cái tông màu mà Thỏ sẽ dùng lên bánh ngày hôm đó. Ví dụ như hôm nay Thỏ chọn hai tông màu này để Thỏ làm lên bánh của mình, thì ngay từ đầu đến cuối có nghĩa là mình đều đi theo hai cái tông màu này. Cái việc chọn màu sắc cho mình để mình định hướng cho cái bánh của mình, nó không có bị lệch qua những cái màu khác. Ví dụ như là mình chọn hai tông tím hồng này nè, thì lát nữa mình sẽ pha những cái tông nào mà nó ví dụ như này là nó cùng nằm trong những cái tông hồng như vậy, nó sẽ mix với nhau rất là dễ dàng ha, và sẽ đẹp cái bánh của mình. Có những bạn thì không có định hướng như mình khi mà mình làm cái bánh trước, thì khi mà mình làm lên bánh dễ bị phối màu tùm lum, và điều đó thì nó không có được đẹp ha. Thì với một vài số cái kinh nghiệm ít ỏi của mình, Thỏ sẽ chỉ cho các bạn một cái vài cái tip nhỏ về cái màu sắc. Để đi vào chuyên môn nên thì Thỏ sẽ chỉ cho các bạn pha màu ha. Rồi, cái phần này là phần mà mọi người mong chờ nhất đúng không? Mọi người mong chờ nhất cái vụ pha màu đúng không? Thỏ sẽ chỉ cho các bạn pha cái màu, một cái màu sắc mà mọi người rất là thích, nhưng mà ít khi nào mà pha ra được ha. Nếu mà không biết cách xử lý, tại vì rõ ràng cái bơ của mình xài là thông bơ Thỏ hay dùng là bơ ala. Thì bơ ala, bản thân cái bơ ala nó có chứa cái màu vàng trong đó, thì khi mà mình pha những cái màu mà những cái tông xanh nó rất là nó hay biến chuyển qua một cái màu xanh khác, cho nên khi mình làm cái cách xử lý ha, Thỏ sẽ thêm màu ha. Rồi bây giờ thử ha, bây giờ vô trong đó là khoảng bao nhiêu Thảo Thảo biết không? Mình lấy thử cho nên mình từng chút một xíu này thôi. Chút xíu thôi. Rồi ok. Mấy bạn lưu ý về cái bơ trong này thì nó rất là dễ lên màu, cho nên mình chỉ lấy một chút xíu đầu tăm thôi ha, từng chút xíu vô ha. Thỏ sẽ đánh màu lên ha. Cái bơ này nó màu vàng vàng đúng không? Đúng rồi. Cảm giác. Bản thân cái bơ của mình nó không phải là bơ trắng của Hàn Quốc, nó là bơ ala cho nên nó hơi vàng vàng đó anh. Các bạn có thể thấy ha. Rõ ràng. Mình muốn nó là sky blue nhạt, nhưng mà nó sẽ không có là sky blue, tại vì sky blue mà cộng với cái bơm nó có chứa vàng, cái màu vàng trong đó thì nó sẽ chuyển thành xanh lá cây. Thì mình phải có cách xử lý khử cái màu vàng đó đi để mình thành cái màu sky blue như mình muốn ha. Còn em thêm chút xíu cho nó dễ nhìn thôi. Mình cứ pha từ từ đúng không? Sao nó lấy nét kỳ ta, người ta dành che cái đèn đó. Đèn thấy nè. Cái màu nó như vậy ha. Mọi người chờ xíu nha, chờ lấy nét cái máy rồi nha. Ok. Nó không phải là sky blue mà nó có hơi hướng xanh, chỉ có chuyển hướng xanh lá cây ha. Mình sẽ xử lý cái màu vàng đó để mình đạt được cái màu sky blue mà mình muốn. Ở đây Thỏ sẽ khử cái màu vàng bằng burgundy ha. Burgundy là đây nè. Cái màu này nó là màu tím ha, hay màu xanh? Nó đỏ đô đó. Đỏ đô, ok. Các bạn lưu ý ha, từng chút một ha, từng chút xíu một ha, dùng một đầu tăm ha. Rồi, okay. Nét được rồi, mừng quá. Do cái lượng kem nhiều quá nên Thỏ sẽ thêm một chút xíu nữa. Một lần mình cứ thử một chút. Dạ đúng rồi. Cho nó an toàn đúng không? Mình từng chút một thôi anh. Dạ yeah, ok.
Cả nhà 400 người, 400 mấy chục người sang xem á, mình share clip này ra giùm Chánh đi nha. Cảm ơn nhiều. Mấy bạn có thể thấy ha, cái màu vàng của mình đã bị khử đi ha. Chính xác luôn á. Anh ở đây anh coi thì anh thấy là cái màu vàng nó bị thử đi, nhưng mà cái camera nó không lấy được màu ta. Đợi xíu nha, tránh xích ra xíu. Hello from Vietnam. Cảm ơn Hoàng Anh nha, anh đã thấy người nước ngoài vô là anh biết Hoàng Anh xe cái đó cho anh rồi. Cảm ơn bầu nhiều. Anh tránh muốn lấy cái màu này để cho cả nhà thấy là nó bị khử cái màu trắng đi. Ôi xồ, anh mượn cái tô đi. Đây mình coi cái này để mình thấy là nó bị khử cái màu trắng đi, cái màu vàng của bơ đi rồi. Thì cả nhà mình muốn coi á, mình sẽ coi lại cái clip ha. Ôi cái cách khử màu vàng này tuyệt vời luôn. Sau đó khi mà màu vàng đã khử rồi thì mình muốn tạo ra màu sky blue thì mình lại tiếp tục cho sky blue vào ha. Cái đầu tiên á là anh nói là có đúng không nha, đầu tiên là mình sẽ cho một lượng nhỏ sky blue vô, xong rồi mình đã đánh cho nó ra hơi nhẹ nhẹ xanh. Xong không rồi. không tại vì sky blue mà mình cho vô bơ vàng thì nó sẽ có hơi hướng xanh lá cây, đúng rồi. Xong mình bỏ màu bỏ đồ vô, mình bỏ vô màu bập bơ đen đi đó, mình thử cái màu vàng đó. It's ok, cái này ở nhà mình coi là clip nha, chắc không lấy nét được rồi, lấy nét được rồi. Bây giờ mình lại cho tiếp màu sky blue vô lần cho nữa. Sky blue để mình có được cái màu sky blue mà mình muốn ha. Ok. Trời, có biết quay phim khổ lắm không vậy? Dạ đây. Đây là sky blue ha. Tại vì ban đầu mình muốn pha cái màu sky blue này mà mình lấy cái này ra thì mình không thể nào pha ra được ha. Mình phải xử lý như vậy ha. Đây có thể đó, các bạn có thể xem ha. Quá hay luôn nè. Ở nhà coi Chánh quay ba cái màu để cho mình coi thấy rõ không? Một cái màu nó hơi bị nhã không mà xanh lá, tại vì đó cho cái bờ mình có màu vàng. Cho nên hồi nãy thả bỏ cái màu sky blue vô. Bỏ burgundy vô để thử cái màu vàng á. Dạ, xong rồi sau đó thả mở bỏ là burgundy vô. Để cho burgundy đúng không? Đúng rồi, nó thử. Burgundy. Bỏ burgundy vô để nó ra cái màu vàng này. Sau đó Thảo bỏ lên một lần vô sky màu xanh này, xong màu rồi trắng. Màu trắng. Thảo bỏ một lần vô sky blue. Xong đây là màu xanh lơ. Xong cái này mới là màu xanh đúng của xanh blue sky của cái blue sky này nè. Ha, còn burgundy đây. It's ok. Còn cái bên đây là cái màu tím mà sau khi mà Thảo bỏ thêm một chút xíu burgundy vô nữa. Rồi lại tăng thêm. Rồi đây bỏ thêm một chút xíu burgundy vô nữa. Cuối cùng là Thảo làm một cái màu đỏ hoàn toàn. Thì bữa nay là mọi người có một số cái màu để mà mình có một số cái màu để mà mình biết nha. Bây giờ mình sẽ vô vấn đề chính của mình hôm nay là camellia và cú cầu. Ok, bây giờ bữa nay mình có cần dọn không Thảo? Dạ. Thôi anh Chánh không cho pha màu nữa thì Thảo mình chuyển qua camellia nha. Đúng rồi, tại vì mình pha màu nữa hồi mình bị lúng luôn. Hồi nãy có bạn kêu một pha màu xanh lá, pha màu lâm hết. Anh cho em nói cho bạn nói chút xíu đi ha. Okay. Vậy nè, thật ra có bạn hỏi Thỏ ví dụ như là chị pha cái màu xanh lá như thế nào, thì Thỏ nhìn cái màu bạn đó gửi thì Thỏ nói là chị pha là màu mốt rin. Thì bạn đó nói là sao em thấy cái màu xanh nó có hơi hướng xanh da trời trong đó. Thì bạn thấy cái ánh sáng từ cái màu sắc đó nó đập tới mắt mình bằng cái tia màu gì? Có khi là bạn có hơi hướng xanh da trời thì bạn áp thêm xanh da trời vào đó ha. Ví dụ bạn nói là ủa sao em thấy cái màu tím nó hơi hồng, có nghĩa là mình thêm hồng vào cái tím đó thì nó sẽ là tím hồng. Màu tím thì sao mà nó hơi đã đỏ thì thêm đỏ, màu tím đó thì nó sẽ là tím đỏ ha. Không có gì mà khó khăn hết. Thực ra cái việc mà màu sắc này là mình phải luyện tập để mình biết được. Khi mà luyện tập trong quá trình mình đi tìm cái màu mà mình muốn, mình pha cái màu mình muốn, mình sẽ thấy cái màu mình thích. Thì cái màu mình thích mới là quan trọng. Cái mình thích nó sẽ tạo cảm hứng cho mình khi mình làm một cái bánh ha. Thì ha, cái để mà luyện tập thì các bạn có thể lên trên mạng thì tìm cái bánh nào mà mình thích về bố cục, về màu sắc. Mình sẽ cố gắng mình làm theo cái màu sắc của người ta ha. Thì ví dụ như trên bánh nó có cái màu cam đi,
mà mình bắt đầu mình sẽ coi trong cái bảng màu của mình, ví dụ trên bánh nó có màu cam như thế này thì mình coi trong cái bảng màu mà mình có thì có cái nào mà gần tương đồng nhất với cái màu cam. Thì ví dụ như Thọ có màu cam này ha, thì Thọ sẽ lấy màu cam này ra để Thọ pha cái màu cam mà mình thấy trên bánh. Thì nếu mà mình pha cái màu cam này mình thấy nó ồ sao nó hơi tươi quá, trong khi cái màu cam mà trên bánh thì nó hơi đậm hơn. Thì bạn lưu ý giùm Thọ một điều là đối với những cái màu nóng, tông màu nóng ví dụ như là đỏ, màu tím, màu cam như vậy thì mình chỉ giảm cái độ rực rỡ của màu sắc bằng màu nâu. Còn đối với những cái màu lạnh như là màu xanh da trời, xanh lá cây thì mình sẽ làm giảm cái độ rực rỡ của màu sắc bằng màu đen. Lưu ý với Thọ một điều là màu đen và màu nâu, đặc tính của những cái màu đó nó hay lấn át những cái màu sắc khác, cho nên khi mà mình giảm cái độ rực rỡ của màu sắc mình lên từng chút một cho đến khi mình đạt được cái màu mình muốn ha. Cho quốc một cục vô là đen thôi luôn. Có chị ở bên nước ngoài hỏi là cái màu xanh lá của Thảo đẹp lắm mà không chỉ, nhưng mà giờ mình không phải là không chỉ đâu, mà tại vì cái thời lượng của chương trình đó, Thảo nãy giờ thấy Thảo hăng nói quá đó, Thảo làm hết 1/3 thời lượng chương trình mà cái màu này được có 10 phút mà bây giờ bắt đầu cái phần bánh ha. Bây giờ cái phần màu xanh lá Thảo chỉ cần nói khỏi đi phạm được không, tại vì để chiều lòng một số bạn về xanh lá thì tỷ lệ nó làm sao? Dạ không, thật ra là như vậy nè, ví dụ như chị thực ra cái màu xanh lá nói là xanh thì nó cũng vô vàng lắm, tại vì xanh như chị, tại vì em không rõ là cái màu xanh của chị nói về màu xanh gì, thì chị inbox cho em để em sẽ trả lời cho chị cái màu xanh đó. Cái chị đó tên là để đọc Huệ Lê Thị, gọi là Lê Thị Huệ đó, chắc là Lê Thị Huệ, bạn có tên là Lê Thị Huệ nghe. Tại vì em phải nhìn cái màu thì em biết là cái màu đó nó bao gồm từ màu gì ra, phải pha cái từ cái màu gì ra, cái màu đó em sẽ trả lời cho chị. Ok, dĩ nhiên là thấy cô chỉ quá nhiệt tình luôn á, người ta comment quá trời. Rồi ok, bắt đầu mình cái tiếp theo là dạ bây giờ nào? Em sẽ chỉ làm camellia ha. Này mình có phải dọn không? Dạ để em. Ok, bây giờ nhờ mấy bạn ở ngoài hậu cần xử lý nó giùm. Đó là cách mà Thảo cũng làm ha, cái mẹo là mình lót cái khăn ướt ở dưới để không có chạy cái mâm của mình. Nhờ anh Chánh đó nhắc nhở. Bây giờ Thảo sẽ chỉ các bạn làm hoa camellia ha. Thực ra thì camellia nó rất có rất là nhiều loại. Thì đây là một loại camellia Thảo hay làm lên bánh cho các bạn có thể thấy những cái bánh của Thảo hay có cái loại hoa này. Đây là một cái hoa mà Thảo nhìn bánh của những cái bánh của những người của trên mạng thấy thích và Thảo luyện tập theo. Bây giờ Thảo sẽ chỉ các bạn cách làm ra cái hoa đó ha. Cả nhà mình share clip giùm đi nha, gần 1.000 người coi rồi, cảm ơn. Ủa cái này là như thế nào? Các bạn lưu ý giùm Thỏ ha, cái bao kem có những bạn á, Thỏ nói chung một tip nhỏ cho những bạn mà mới bắt đầu thôi ha, cái bao kem mình cắt các cái độ của nó cũng phải vừa với cái đầu đuôi ha. Mình cắt nhỏ quá khi mình bỏ vô thì bóp kem ra nó không có vừa hết cái đầu đuôi của mình ha. Còn khi mình bóp mình cắt được cái bao kem rồi thì mình nên bóp nó như vậy nè, là mình nên bỏ vô ha. Tại vì mình chưa có bóp lên, khi mình bỏ vô nó sẽ bị gặp cái đầu đuôi lại. Tại có trường hợp là như vậy, gặp đầu đuôi lại cái bóp không ra, cái nó ủa sao bóp không ra, nó cắt đầu đuôi rồi mà sao bóp không ra, thì mình rút ra thì mình thấy là nó bị gặp đầu đuôi lại. Lưu ý giùm mình ha, có những cái như vậy ha, nhiều khi không để ý mà nó không ra ha. Rồi làm ơn đừng thả tim giùm tôi, đừng bấm like giùm tôi, nó lắc cái video clip của tôi nha, cảm ơn nhiều. Anh Chánh cho trên Facebook của cô Thảo. Thì cứ lát được khoảng 100 người đồng ý đi, anh Chánh cho Facebook của cô Thảo. Ok, bây giờ như thế nào? Làm hoa ha. Bây giờ mình cầm một cái chân dù đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi tiếp theo. Wow. Mình tạo một cái đế như vậy để mình đỡ. Cái việc tạo cái đế này nó có tác dụng là khi mình gấp cái hoa xuống nó không bị dính lên những cái cánh hoa của mình ha. Kéo này xích gần anh xíu đi Thảo, xích gần chút xíu, xích gần xíu, ra nữa. Các bạn lưu ý ha, bước đầu tiên mình đặt vuông góc cái đầu đuôi, đặt vuông góc ha, mình bóp kem ra chút xíu, bắt đầu mình ngã cái đầu đuôi ra, mình vừa bóp kem mình vừa xoay tới chỗ đây, các bạn vòng qua ôm nhẹ cái này lại ha, để tạo thành một cái vòng tròn như vậy ha. Wow. Lát nữa Thảo sẽ làm cho những trường hợp bị sai cho các bạn biết ha. Các bạn lưu ý ha. Anh có thể quay lại chút xíu. Ok, quay qua đây. Tại vì như vậy nè, cái hoa camellia các bạn cứ tưởng tượng cái tay Thảo là một cái đầu đuôi ha. Cái đầu lớn ở dưới đây, đầu nhỏ trên đây. Thì mình làm cái cánh hoa như là cái đĩa quạt vậy đó ha. Nó
đi như vậy, có nghĩa là như vậy nè anh, nó là như vậy. À, mình bắt thị phạm trên cái mâm để ha, chứ không phải là nó là như vậy đâu. Cái mâm nó bị ha, sáng. Mình đi theo cái, mình đi theo như vậy nè, nó như là cái đĩa quạt ha, có nghĩa là cái đầu lớn của mình ít di chuyển ha, rất là ít di chuyển ha. Đây em sẽ bắt lên cái hoa cho anh coi ha. Có bạn hỏi nãy giờ quá trời luôn là cái đầu đuôi gì. À, đuôi hồng bình thường thôi bạn. Đuôi hồng bình thường. À, đuôi hồng gia công. Đuôi hồng bình thường. Ok. Dạ, đuôi hồng phải. Đuôi hồng phải nha, Tracy ơi, với nói mấy bạn trước cho nó hỏi. Đuôi số mấy anh Chánh không biết luôn. Cái này đuôi gia công của Việt Nam mình không có số. Đuôi Việt Nam mình á, đuôi hồng phải bình thường thôi nha. Cả nhà mình xem clip với giùm Chánh đi nha. Đuôi hồng phải bình thường, đuôi hồng phải này giờ quá cho người hỏi luôn, đuôi hồng phải bình thường. Ok rồi, tiếp. Thảo, à, bây giờ hồi nãy mình đang nói cái phần ở trên cái mặt bánh á. Dạ. Thì mình đi như vậy là để cái đi qua bên. Tại vì đó là cái cách đi của cánh của camellia này. Sợ. Ha. Nó đi hình như rẽ quạt ha, như mình rẽ cái quạt ra vậy đó ha. Ok. Ok, Thỏ sẽ làm cái hoa cho bạn coi ha. Đặt vuông góc xuống ha. Và đi. Ha. Bạn có thể thấy là từ cái mí này qua cái mí này. Ha. Cánh hoa nó bắt đầu từ cái mí này qua mí này luôn. Khi mà mình nhìn ở trên mình thấy cái cánh hoa nó rất là tròn. Ok, anh ha. Thấy rồi. Okay. Kéo đèn xíu qua bên kia mà anh xíu được không? Thôi đi tiếp ha. Ok, rõ rồi đó. Đặt vuông lắm ha. Đúng. Đi rẽ quạt lên thấy không? Rất là rõ. Và đi xuống dưới này luôn ha, đi xuống dưới này luôn. Ha. Đặt vuông góc. Có nét rồi đó Trang ơi, lấy nét rồi đi đó. Rẽ quạt lên. Chỗ này bạn lưu ý nha, vòng qua ôm nhẹ lại ha, vòng qua ôm nhẹ lại. Tại vì nếu mà các bạn không chịu vòng qua ôm nhẹ, mình nếu mình không để ý mình sẽ bật cái cánh đầu tiên ra luôn á. Vòng qua ôm nhẹ ha. Khoan từ từ ạ. Wi-Fi. Ok. Rồi. À, mình tắt anh cái đèn này được không? Nó dọa dạ ánh sáng đúng không? Nó bị nó lấy ánh sáng cái đèn nó ngoài. Được rồi. Rồi, thank you. Đúng rồi, chính xác. Anh đang cần ánh sáng giống vậy. Rồi, ok. Tiếp này Thảo ơi. Dạ, em tiếp tục ha. Thường thường cái hoa camellia này là nó có 3 lớp ha, 3 và 4 ha. Mình đã đi lớp thứ 3, đầu lớp 3 cánh đầu tiên rồi. Em tiếp tục đi 3 cánh tiếp theo ha. Xuống luôn ha, các bạn lưu ý là đi xuống luôn, đi từ bên này và đi rồng cung lên đi xuống luôn ha. Thì do là lớp thứ hai nó cũng là ba cánh nhưng mà nó bọc ở ngoài cho nên mình phải kéo dài cánh ra chút xíu để mình ôm cái hoa lại cho nó hợp lý ha. Có một điểm Thỏ muốn lưu ý với các bạn là các bạn đi đầu đuôi, cái đầu đuôi lớn các bạn có thể nhìn anh có thể quay cho các bạn coi là em đi cái đầu đuôi lớn rất là sát vào cái hoa này. Rồi. Cái đầu đuôi lớn mình đi rất là sát vào cái hoa ha. Vì có những bạn cứ sợ nói chung là không có ôm sát cái đầu đuôi lớn này vào cái hoa cho nên nó cánh nó bị rớt ra. Nó không có dính vào cái hoa, nó bị rớt ra đó anh. Đi cái đầu đuôi lớn rất là sát vào cái hoa ha. Nó ra cái hoa hai màu như luôn, đẹp quá vậy hả? Dạ. À, ra cái hoa hai màu là tại vì trong cái bao keng của em á, em bỏ một cái phần màu trắng ở dưới và em bỏ màu đỏ lên trên. À. Khi mà hết phần màu trắng nó sẽ ti tới màu đỏ thì nó sẽ loang cái màu. À. À, đó là cái cách mấy bạn nên làm khi mà làm hoa ha. Thỏ hay làm cách như thế như vậy để mà tạo cái chiều sâu cho cái hoa của mình ha. Thỏ mình sẽ chấm nhụy, cái này nó có cái những cái nhụy ha. Các bạn có thể xen kẽ những màu sắc cho nó tạo chiều sâu cho cái nhụy ha.
Đây là cái hoa camellia hoàn chỉnh. Em gấp xuống. Rồi. Khi mà mấy bạn làm xong cái hoa cũng nên tém cái hoa cho gọn gàng lại ha. Rồi. Để khi mình để lên bánh cái hoa của mình nó sẽ không có bị lem nhem ha. Cái này sẽ qua bên kia xíu cho. Đúng rồi. Đắp cái hoa em để xuống. Đây bây giờ mình sẽ cho cái thành phẩm mình xuống dưới đây. Qua bên kia xin cao xíu. Đèn cao xíu mà. Rồi bây giờ tiếp. Thảo sẽ làm lại một lần nữa cho mọi người xem ha. Tạo cái đồng tiền. Khoan nha Thảo, từ từ nha. Rồi Thảo, rồi úp. Dạ, đây. Đặt bắt đầu đặt vuông góc ha. Khi bóp kem ra bắt đầu vừa xoay vòng vừa ngửa đầu đuôi vòng qua ôm nhẹ lại để tạo thành một cái vòng tròn giống như vậy nè, một cái chén giống vậy ha. Tục từ ở dưới. Mọi người thả tim để tụi bị lắc theo, mình xe ra giùm thôi, mình đừng thả tim, làm ơn giùm. Bây giờ mình lại chấm nhị đúng không? Chấm rồi. Thảo sẽ tranh thủ để chỉ cho các bạn số lỗi các bạn hay gặp khi làm cái hoa này để các bạn tránh ha. Là như thế này. Có những bạn khi bắt đầu làm cái chén không có để vuông góc mà để như vậy. Khi mình để như vậy, khi mà mình vòng lại mình rất là khó để mà ôm cái này. Các bạn hiểu ý Thảo không? Ha. Bị... Để em tay đó, đó là cái do cái đầu đuôi của mình nó không vuông góc đúng không? Dạ, lúc đầu mình làm á anh, đáng lẽ mình phải để vuông góc như này. Dạ. Yeah. Mấy bạn không để vuông góc mấy bạn như vậy nè. Rồi chùi cái mà... đó làm lại lần nữa cho mọi người coi cái sai. Bây giờ Thảo sẽ bắt đầu bên hồi nãy là Thảo làm cái sai nha. Đây là cái đúng rồi, bây giờ Thảo sẽ làm cái sai. Thảo làm cái sai cho mọi người nhìn để rút kinh nghiệm ha. Rồi. Đó là cái mà mình không để vuông góc, mình để vuông 45 độ nó sẽ bị cúp cái hoa lại giống vậy nè, nó tạt bẹt, nó không tròn đúng không? Dạ đúng rồi, mà mình phải không có vòng qua mình ôm lại được cho nó gọn đẹp lại. Đúng rồi, nó không tròn. Đây là một loại mấy bạn hay gặp nữa đây nè. Chờ hỏi chút nha. Mấy bạn đi như vậy nè, tới đây mấy bạn ngừng cái. Có nghĩa là cái cánh của nhìn nó không có mượt từ ở đây, nó tròn qua mà nó bị như bị vuông á. Đúng rồi. Nhìn nó không có đẹp ha. Mình lưu ý là đi từ ở dưới này rẽ quạt lên và đi xuống đây luôn cho Thỏ. Đi xuống luôn ha. Cho cái cánh của mình nó tròn từ điểm bắt đầu cho tới điểm kết thúc luôn ha. Lần nữa Thảo, lần cái dạ. Làm, cái làm đúng lần nữa. Dạ đây, từ ở dưới này. Rẽ quạt, từ ở dưới. Chuẩn. Mình đi xuống luôn. Chuẩn, chuẩn. Chuẩn. Có nghĩa là mình đánh cái vòng. Đúng rồi, mình đánh một cái vòng xuống thì cái cánh hoa mình nó mới đứng lên mà nó mỏng cánh được như vậy. Nhìn nó tròn, nhìn từ trên xuống dưới chỗ nào cũng tròn hết. Có bạn tên là Trần Đức Lâm hỏi là em bóp kem hay bị đứt là sao vậy chị? Em bóp kem hay bị đứt có nghĩa là chị sẽ nói trường hợp vậy ha. Bóp kem bị đứt như thế này nè. Đó, nó bị đứt nó không ra thành hình đúng không? Có phải như vậy không bạn? Nếu mà như vậy có nghĩa là bạn bóp kem không có đều kem ha. Bóp kem không đều, còn khi mình kéo ra, mình cứ tưởng tượng như cái một cái miếng vải vậy. Khi mình kéo ra mà mình không bóp kem nữa nó sẽ bị tức tét tét ra ha. Do bạn bóp kem không đều thôi, bạn cố gắng bóp kem đều hơn nó sẽ đẹp cánh, nó mượt cái cánh thôi ha. Với lại có thể là cái đầu đuôi của bạn, cái đầu nhỏ nó quá nhỏ, khi nó mảnh quá thì bạn bóp ra nó sẽ bị mỏng quá thì nó sẽ bị cánh nó bị rách, kêu là cánh rách đó ha. Cứ bóp, các bạn cứ bóp cho đều ha. Như thế này. Đi xuống luôn ha. Đi xuống luôn như thế này.
À, nếu mà ra càng ra ngoài mình càng bóp cái cánh nó sẽ càng dài Dạ hơn, càng đúng rồi, tại vì mình bọc bên ngoài thì mình phải làm cái cánh nó lớn hơn, nhìn nó sẽ tự nhiên và hợp lý hơn ha. Ok. Ta sẽ làm nốt cái hoa này cho các bạn ha. Nhờ các bạn mà cái cánh hoa của mình nó mỏng đúng không? Nó mỏng lên tới cao lên tới trên luôn. Đẹp. Quá đẹp. Các bạn hỏi đeo găng tay làm gì vậy cô? Đeo găng tay để cho nó tuột cái đó vậy chị? Dạ không, đeo găng tay là tại vì thân nhiệt của mình rất là nóng ha, là mình đeo găng tay để mình hạn chế cái việc cái thân nhiệt của mình là cái bao kem nó bị chảy ra chứ không gì hết á. Mình phải đeo cái này để hạn chế sự tiếp xúc trực tiếp giữa cái tay mình với bao kem để hạn chế cái kem nó bị chảy ra thôi. Cái lớp học của chị cổ Thảo để hoa nói anh tính sao đi nghe chưa, đây người ta đi dẫn cái gì rồi, ok tiếp đi rồi. Thì đó là cái hoa camellia ha. Các bạn camellia thì kiểu này là kiểu nở của nó ha. Còn các bạn nào mà muốn làm kiểu nó bức nó nhỏ hơn thì mình chỉ đi ba cánh thôi, ví dụ như vậy. Nhớ là vòng qua ôm nhẹ nó. Cũng y chang cái hồi nãy Đúng luôn rồi. nhưng mà mình Nhưng mà ít đi cánh hơn anh. với mình ôm nhỏ thôi thì Dạ nó sẽ đúng rồi. bóp. Dựng thẳng cái đầu đuôi lên chút xíu ha. À như vậy là nó sẽ bóp đúng À, không? cái hoa nhỏ ha. Còn hồi nãy đúng không, mình Ngửa đầu đuôi ra thì gỡ nó đuôi nở ra là ra. sẽ nở ra. Dạ. Mình sẽ tém cho nó gọn gọn là xí xong mình lại Dạ lấy đúng rồi. ra. Đây, một cái búp. Một cái búp, một cái nở ha. Ok. Xong cái camellia rồi. Em di chuyển qua cầm tú cầu. Như phim luôn. Đây, cái ngoài này sao nó sáng dữ gì không thấy gì trong đó rồi, ok. Rồi cắm tú cầu đúng không? Dạ. Cắm tú cầu nhớ bên, cắm tú cầu. Các bạn cứ về luyện tập đi, nó dễ lắm, không có gì khó hết Đúng rồi. ha. À, thì cẩm tú cầu này là một loại cẩm tú cầu mà Thảo được học từ cô giáo Hàn Quốc, thì Thảo ở đây Thảo sẽ chia sẻ lại cho các bạn ha. Hoa này tên là Camellia nha bạn ơi. Bây giờ tới cẩm tú cầu. Cẩm Các tú bạn cầu lưu này. ý nhìn Thảo ha, một cánh cẩm tú cầu nó Khoan. sẽ như thế này. Đúng rồi đó hả? Bông cái đuôi đó đuôi gì? Đây nó có người hỏi nữa mệt. Cái đuôi này là giống cái đuôi nãy nhưng mà nó nhỏ hơn, Đuôi hồng phải không luôn phải mà nhỏ. nhỏ. Dạ. Đúng rồi, hồi nãy đuôi hồng phải mà lớn. Rồi, ok ha. Bây giờ anh Thảo để sẽ vô. làm một cánh cẩm tú cầu cho mọi người xem ha. Cái này là cái đế của nó thôi, để mình dễ gấp xuống thôi, không gì hết ha. Đây là nhìn mọi người nhìn rõ ha. Kéo ra. Kéo ra. Kéo ra. Kéo ra. À có người nói là màu trắng khó thấy quá bị chói, đúng rồi bị chói chính xác. Chút nữa là màu khác. À, có bạn nói cái hoa này nó là hoa thanh trà chứ không phải hoa hồng tú cầu. Thanh trà phải không? Không biết. Cái này là trà nhưng mà cái này cảm xúc em đang chỉ cảm xúc còn nè. À Camellia là hoa thanh trà. Dạ đúng rồi. Hồng tú cầu đang. Em đang chỉ cảm xúc còn, chỉ có cảm xúc còn Thôi để rồi. lấy cục màu khác, cục màu trắng Rồi lại rồi đi. rồi em sẽ chuyển màu khác ha. Rồi rồi, làm game màu, không làm game trắng. Làm game màu. Rồi ok, tới đó được rồi. Sang anh nữa đi em. Sang anh nữa. Sang anh nữa. Ok, rồi được rồi. Ok. Do cái bao này nó nhỏ quá cho nên em bỏ vô luôn đi. Ủa sao nó bị cái bóng vậy đây nhỉ? Bóng tay của mày hả? Bóng mà. Cái tay che camera đúng không? Ủa không có. Thảo sẽ làm cẩm tú cầu bằng kem màng màu cho bạn dễ thấy ha. Rồi, nhưng mà xanh ha. Rồi bây giờ lại ha. Bây giờ thấy có vẻ là thấy được rồi đó.
Đó, chuẩn, chuẩn. Một cánh ha, hai cánh, ba cánh, bốn cánh, bốn cánh. Ở trong thì ở trong mình chấm cái nhụy ha. Dạ đúng rồi. Một cánh cảm thúc cầu nó sẽ như vậy. Thấy đường bầu. Thường thường trên bánh Thỏ hay làm hoa cẩm thúc cầu, tại vì hoa cẩm thúc cầu rất là dễ thương ha. Thỏ sẽ chỉ mọi người cách làm một cụm cẩm thúc cầu lớn luôn ha. Đúng rồi. Các bạn bóp kem ra ha, đã tạo thành một cái cục lớn ha. Bạn lưu ý giùm Thỏ cái cục kem này tạo hình dạng cho nó tròn chút ha. Tại vì hình dạng của mình như thế nào thì ra cục cẩm thúc cầu nó sẽ như vậy ha. Cho nên mình cố gắng mình tròn để cho ra cục cẩm thúc cầu đẹp ha. Một, hai, ba, bốn. Các bạn lưu ý giùm Thỏ ha, bốn cánh này nó có một cái điểm chung như thế này. Cái điểm chung này là chỗ để mình chấm cái nhụy vô. Ok. Tiếp tục. Có những bạn khi mà làm những cái cục này, cẩm thúc cầu này thì hay bị lung túng là không biết. Có những bạn như ví dụ một cái cánh đầu tiên mình làm như thế này rồi, cánh thứ hai bạn lại làm cái chỗ này thì nhìn nó không có được đẹp lắm. Mình cứ tự nhiên mà mình áp sát vào ha. Áp sát vào cánh đầu tiên ha. Một, hai, ba, bốn. Tiếp tục cánh thứ ba mình áp sát vào cho khít ha. Hai, ba, bốn. Hai, ba, bốn. Một, hai, ba, bốn. Một, hai. Hoa cẩm thúc cầu này dễ làm và cũng dễ thương ha. Trên những cái bánh của mình nên có những cái cẩm thúc cầu thì nó sẽ rất là đẹp. Mình sẽ tiếp tục lắp đầy những cánh hoa cho cái cục kem này ha. Wifi nó mới vừa báo đường truyền wifi yếu rồi. Rồi ok hết rồi, hết rồi, hết rồi. Ok. Gõ lại chưa? Gõ lại chưa? Gõ lại chưa? Gõ chưa mấy em ơi, gõ chưa? Mờ quá hả? Rồi thấy chưa, thấy chưa? Rõ rồi, rõ rồi, rõ rồi, rõ rồi. Một cục cẩm thúc cầu như vậy hay mình chỉ chấm nhụy ha? Rồi giờ mình chấm nhụy nha, mình chấm nhụy nha. Các bạn lưu ý là chấm cái nhụy nhỏ vừa phù hợp với cái hoa cho nó đẹp ha. Thảo sẽ gấp cái cục này xuống cho các bạn. Túi cầu cũng có nhiều cách đi, thì theo Thỏ đây là cách đơn giản nhất mà dễ làm nhất ha. Đơn giản và rất là dễ làm để mà tạo ra một cái cục hoa.
hoa cảm tố cầu sinh trên bánh của mình. Thường thường mình nên làm những khoảng những cục hoa nhỏ nhỏ như thế thôi, và mình làm thêm những cái cánh riêng lẻ như thế này, cái những cánh riêng lẻ như thế này để khi mình đắp lên bánh có những cái chỗ mà nó bị có những cái chỗ ở phía dưới mà mình khó để mình làm cái hoa, thì mình sẽ chèn cái hoa nhỏ này vô cho nó tròn cái hoa của mình ha, để lấp đầy những cái khoảng trống đó ha. Cô giáo dễ thương vô đói. Cảm ơn Hoàng Anh nhiều nha. Cả nhà mình share cái clip đi. Bữa nay thứ bảy người ta đi chơi quá, nãy giờ được có 1.000 người coi thôi. Ok, rồi. Mấy bạn nhìn cái bao kem thỏ làm cẩm tú cầu ha. Nó có hai phần, một cái phần màu đậm và một cái phần màu nhạt. Cái thỏ rất là hay làm cái kiểu như vậy, có nghĩa là loang màu. Mình bỏ màu đậm vô phía dưới, xong mình bỏ màu nhạt vô phía trên. Khi mà mình làm hết màu đậm nó sẽ từ từ nó loang qua màu nhạt, thì cái hoa của mình nó sẽ chuyển từ đậm tới nhạt. Cái việc đó nó tạo cái chiều sâu cho cái hoa của mình ha, làm cái hoa của mình thật hơn ha. Thỏ sẽ làm một cụm khác mà để cho nó chuyển từ màu đậm sang màu nhạt cho các bạn thấy ha. Rồi. Hoàng Anh về làm cái cẩm tú cầu nha Hoàng Anh. Hoàng Anh là nghiện game boy dữ lắm. À, ánh sáng đi ra nè, ánh xíu nữa đi, nó vô xa quá, gần quá nó bị nhòe. Lui ra nữa. Lui qua bên đây. Ok, tiếp em. Rồi cứ lui đi vì cuộc đời con bé. Lui ra nữa. Rồi, ok, stop rồi. Các bạn sẽ thấy trên cánh hoa nó có những cái độ đậm nhạt khác nhau, nó là góp phần làm cho cái hoa mình thật hơn ha. Và cái sự chuyển màu sắc này thì nó sẽ làm cho cái bánh của mình nó có chiều sâu ha. Bạn thấy là màu bắt đầu nó sẽ chuyển thành màu nhạt rồi ha. Thấy rõ luôn, bây giờ này thấy rõ. Có ai đang vô wifi không vậy? Sao đi do connection is weak hoài vậy? Mời rồi, sau đây đợi xíu nha Hảo. À, mờ quá đợi xíu nha. 3 giây. Đẩy cái đèn xíu giờ, để cái đèn đang hại anh. Đèn qua đó luôn, Đúng rồi, vô nữa. Rồi, đến rồi, ở em đó. Rồi, mình chịu. Được chưa? Rồi. Dạ, em làm lại cho các bạn coi. Ok chưa? Rồi, mọi người ok. Nhớ là nó là bốn cánh có một điểm chung ha. Thật sự nãy giờ cái wifi nó chập chờn, mọi người không có rõ được cái kết cấu của cái cánh tú cầu này, cho nên Thảo sẽ làm cánh lẻ cho mọi người xem ha. Để làm hết cái cụm này Thảo sẽ làm cánh lẻ cho mọi người xem. Quá dễ thương. Anh lấy nét không được, em biết sao chị Thảo chỉ di chuyển cái đuôi liên tục rồi tránh bó tay luôn. Làm những cái lầu nhụy nhỏ nhỏ như vậy thôi. Ok. Đây. Mấy bạn có thể so sánh cái cục cẩm tú cầu này với cục này. Nhìn cái cục cẩm tú cầu mà Thảo mới làm xong nó đẹp hơn ha. Tại vì nó có một cái sự chuyển màu trong đó ha. Nhìn nó thật hơn ha. Chưa, nó chuyển màu thấy rõ không? Ok ha, bây giờ Thảo sẽ chỉ bắt
Em làm lại cánh lẻ cho mấy bạn, có nhiều bạn nhiều khi pha chập chờn không đã không có biết cái lẻ đó đứng đây rồi, thank you. Em làm lại cái cánh lẻ một lần nữa cho các bạn coi cái kết cấu của cái cánh cẩm tú cầu ha. Cái vòng tròn này mình làm là cái đế để đỡ cái cánh hoa thôi ha, kéo ra ha, một cánh ha, hai cánh, ba cánh và bốn cánh như vậy nè ha. Wow. Cái hoa cẩm tú cầu nó sẽ như vậy ha. Chấm một cái nhị lần nữa ha, cho Hoàng Anh coi ha. Hoàng Anh là ok, Hoàng Anh là em gái của anh rồi, tiếp. À vậy chừng nữa cho anh bầu coi, bầu ơi coi lại lần nữa cho anh bầu rồi làm lần nữa ha. Bên nước ngoài thích lắm, nó xa xôi quá. Một cánh ha, hai cánh, ba cánh, bốn cánh. Đúng rồi ha. Dễ lắm mấy bạn ơi, chuẩn ha. Quá cứ về làm luyện thì trong một cái cục bự vậy thì mình làm nhiều cánh lên thì nó dạ sẽ... đúng rồi, các bạn có thể làm nhiều cái những cái hoa lẻ như thế này xong rồi mình ráp lên bánh cũng được ha, chứ không cần phải làm cái cục này nếu mà cảm thấy khó khăn. Dễ thương quá, cô giáo dễ thương mà cái bông cũng dễ thương nữa. Ok xong rồi, hai cái bông camellia với cẩm tú cầu xong rồi. Thỏ sẽ hướng dẫn các bạn làm cái lá bằng cái đuôi hồng này luôn ha. Ủa cái này có trong chương trình không ạ? À, có một bạn hỏi tên là Lan Phong Nguyễn, Nguyễn Phong Lan. Cô giáo ơi, em làm kem bơ bằng Wedding Dream, sao em nặng bông không bao giờ được vì nó hay bị mềm nhão, trời đánh không có dấu anh đọc mệt quá, bị găng cưa, không được đứng như kem chỉ lắm, vì sao vậy hả cô giáo? Tại vì thật ra thì mình không biết là bạn đánh kem Wedding nó như thế nào. Cái kem mà họ dùng là cái kem công thức theo công thức bơ trong của Hàn Quốc, là chỉ có công thức của Ý thì chỉ có dùng bơ với đường với lại lòng trắng trứng thôi, không có dùng whipping. Bơ đường lòng trắng trứng không dùng whipping. Cụ thể như thế nào thì chắc là phải inbox cho Thỏ thì Thỏ mới biết được, chứ là không biết là bạn làm như thế nào mà vậy. Cái đuôi mình là đuôi hoa hồng nhỏ đúng không? Đuôi hồng phải mà nhỏ. Thôi để em chỉ các bạn làm cái lá bằng đuôi hồng luôn ha. Cái tiếp theo của mình là cái gì? Bài lá. Dạ, em chỉ các bạn lá bằng cái đuôi hồng ha. Xong rồi mình sắp bánh đúng không? Khó hết ha. À, cái, dễ. Vậy mình kết hợp giữa cái tú cầu với lại camellia là mình sẽ không làm. Phải. Hả? Không phải. Ủa mà hả? Không biết. Sorry. Xin lỗi chị Tiên với chị Thủy. Đó, cái hoa thủy tiên này là thường mình hay đính lên trên bánh là những cái chi tiết điểm nhấn cho cái bánh của mình ha. Xin lỗi chị Tiên, chị Thủy anh đối với anh cậu. Nó là làm bằng cái đuôi để làm bằng tú cầu đó ha, đuôi nhỏ, đuôi hồng nhỏ. Ok, rồi bây giờ mình gắn bánh. Bây giờ ở đây á Thảo có một cái đế bánh. Không, mình gọi là đế bánh đúng không? Cái này là cái bánh Thảo đã... Cái bánh luôn. Rồi cái bánh nó đen thui tại vì nó bị trúng độc. Màu xanh đen nha. Anh Nam không có để dành cho cô giáo nói, anh Nam phải nói. Để cho, anh Nam là MC, anh Nam có quyền. Nói tiếng nữa anh Nam lóc bây giờ. Rồi tiếp đi cô giáo. Dạ, em sẽ gắp bánh. Thì hôm nay tại vì cũng sắp tới Noel rồi cho nên em sẽ đắp cái bánh theo chủ đề Giáng sinh cho mọi người có thể có thêm một cái mẫu bánh để mà làm cái bánh tặng cho người thân hay bạn bè ha. Anh hỏi xíu bây giờ dạ. Là mình bắt đầu mình gắn bánh đúng không? Dạ đúng rồi. Ok vậy anh quay chi tiết vô gắn ha. Rồi cái bánh hôm nay Thảo sẽ đi một nửa kêu là nửa vòng trang hoa, bên này là hoa, còn này Thảo sẽ gắn những cái lá mà Thảo đã bắt sẵn ha. Để mình tạo thành một cái vòng tròn ha. Okay. Những cái vòng hoa ha. Khoan đã từ từ. Cái đường truyền nó báo yếu từ từ. Rồi ok, mình cứ quay từ đi. Dạ. Bây giờ mình gắn bánh thôi. Cái kem này Thảo đi để là đỡ cái hoa của mình thôi ha. Okay. Các bạn nên chừa một cái khoảng 5 đến 7 cm như vậy.
cái khoảng cách này ha, cái khoảng cách từ đây tới đây ha, để mình đặt cái hoa lên cái thành chung cái mặt bánh ha. Hôm nay Thảo sẽ đá bánh nữ không trang mà chủ đề là đối xứng, cái bố cục là đối xứng ha. Thật ra Thảo cũng nói sơ về cách ráp bánh lên cái ráp hoa lên bánh. Ráp hoa lên bánh rất là quan trọng ha, tại vì Thảo theo cái chủ quan cá nhân của Thảo thì Thảo ráp thường Thảo dựa vào cái màu sắc ha, để Thảo ráp có nghĩa là Thảo đặt cái màu này cạnh màu kia, miễn sao mà cho cái bánh nó trở nên hài hòa trong mắt của người nhận ha. Thì kết hợp với việc bố cục những cái hoa lớn hoa nhỏ, những cái hoa bút hoa nụ trên bánh, những cái chi tiết thì sẽ làm cho cái bánh của mình sẽ vừa mắt ha. Cả nhà ơi, mình làm ơn mình đừng có thả tim nữa, mình thả tim nó lát quá được không? Bây giờ biết mọi người yêu thích cái clip này rồi, mình đừng thả tim nữa được không? Nó bị đứng rồi, 1.300 người xem nó đứng rồi, bây giờ mình xe nó ra đi, mình đừng thả tim nữa nha. Mình thả nó lắc quá trời lắc, nó lắc nó treo mạng của mình ta luôn, ok chưa? Trời khổ đời. Khổ quá, mấy bác muốn coi không? Mấy bác muốn coi thì mấy bác đừng thả tim nữa. Rồi ok, hết thả tim rồi đó, đừng thả tim nữa nha. Cảm ơn nhiều nha, rồi Thảo. Dạ, thì em nói hôm nay em sẽ ráp hoa theo bố cục là đối xứng ha. Thì đối xứng có nghĩa là em sẽ làm một cụm cổng thu cầu trên giữa chính và hai bên em sẽ hai cái dãy hoa đối xứng qua ha. Thì để cái đó theo cái chủ đề hôm nay em sẽ làm cổng thu cầu trước ha. Đó, cổng thu cầu lên trước ha. Cái cách mình lấy mình cũng lấy một cái. Dạ, mình lấy cái ha. Kéo ha. Là Thảo đừng lẹo quá hả? Đừng lẹo quá. Để cho bà con cô bác coi. Nè, Thảo lấy sao? Dạ, đây ha. Đó, ha. Ok, lấy kéo, đẩy cái đó lên. Rồi, ok. Ha, nó nằm okay. Trên cái kéo của mình rồi ha. Mình đặt lên. Mình kéo rồi đúng không? Dạ, đặt lên. Mình đã chọn vị trí rồi, mình đặt khi mình đặt cái hoa xuống mình rút cái kéo nhẹ ra thôi. Ok. Ok. Rồi. Góc này đang rất là đẹp. Từ từ ha, từ từ do cái đó Sunny Wish quay rồi tiếp đi Thảo. Dạ, khi đặt xong cổng cứu cầu rồi em sẽ tiếp tục với cái hai cái dãy hoa tên. Mình cho em thêm kem ha, mình cho em thêm kem để mình nâng cái độ cao của nó lên ha. Mình muốn nâng độ cao là mình. Dạ đúng rồi, em sẽ cho em thêm kem như thế này. Do cái chỗ này là em sẽ mong muốn là đặt cái hoa camellia, cho nên em sẽ trừ cái khoảng này ra, em sẽ giải quyết cái vấn đề chỗ này trước ha. Trời, cái màu xanh đen đó bỏ cái hoa camellia cho nó nổi kinh khủng khiếp luôn. Các bạn có thể thấy ha, Thảo đã dùng một cái hoa nhỏ màu cam ha, và tiếp theo Thảo sẽ dùng một cái hoa màu trắng nhạt ha. Thực ra cái việc ráp bánh này là nó theo ý kiến chủ quan của mấy bạn thôi. Thỏ thì thỏ thường hay ráp bằng cái màu sắc ha. Thỏ để ý tới cái màu sắc trước ha. Thỏ sẽ ráp đã cái hoa màu cam như thế này rồi, thỏ sẽ dùng cái hoa màu trắng ha. Ở chỗ đây cái khoảng cách này ha, mình lựa một cái nụ nhỏ. Cả nhà mình xem có rõ không ạ? Cả nhà mình xem có rõ không hay là bị mờ hết rồi? Cả nhà mình ơi, mình xem có rõ không, mình cho nhắn biết đi, hay là mình lại bị mờ. Đường truyền wifi nó sao vậy ta? Ok, Thảo xin lỗi Thảo, bắt tiếp đi. Dạ, em sẽ dùng một cái. Rồi, bây giờ tới hoa. Bạn có thể thấy ha, màu cam, màu trắng. Thảo sẽ dùng một cái màu nhạt hơn ha. Mình chèn cái chính giữa đúng không? Dạ. Khó chị thì mình lắc cái này ra chút xíu ha. Dạ. Nên đặt vô. Các bạn cứ mạnh dạn ha, chỉnh cái hoa trên cái bánh của mình không sao hết. Và mẹ sẽ đặt những cái hoa khác ha.
cái hoa đó là hoa camilla nó... búp không à. Nó là cái đậu hồng à, cái đậu hồng bình thường thôi. Kem thanh kem lấy thỏa bịch kem trắng, kem trắng lấy thỏa bịch kem trắng mấy bạn nhìn anh quay cái mâm hoa giùm em ha. Rồi cái vị trí mà Thảo muốn đặt hoa Thảo sẽ đặt cái hoa này, cho nên khi mình muốn đặt cái hoa này mình sẽ lựa chọn cái màu hoa nào làm cái nền cho nó nổi lên ha. Ví dụ như thấy cái hoa này thì Thảo sẽ một là cái hoa màu trắng, hai là cái hoa màu đậm hơn ha, miễn là làm sao mà cái hoa chính của mình nó được nổi lên ha. Thảo sẽ dùng cái hoa để làm nền cho cái hoa chính ha. Mình chêm cho cao lên ha, để mình đặt cái hoa chính ha. À, mình lại chêm nữa là mình đặt được hoa chính lớn đúng không? Đúng rồi. Không chắc không làm được cái lóc đó, mình không biết ai thả đâu mà lóc. Bây giờ tao không coi, tao thả thêm anh chánh làm gì được ra đâu. Chịu thôi. Gán thì thảo sắp xong rồi hả? Dạ. Những cái thoảng này mình sẽ cho lá và nụ ha. Mình cũng không cần phải chen cho đầy hoa thì nó sẽ rất là bỡ tức cái mắt người nhìn ha. Mình có những cái khoảng như vậy. Ok. Bên này Thảo sẽ làm thêm một như vậy nữa ha. Bước đi cũng tương tự vậy ha. Mình bắt đầu từ những cái hoa nhỏ ở phía dưới trước ha. Mấy bạn nên xoay nhiều hướng để mình coi thử cái hoa của mình tất cả mọi hướng nó đã hợp lý và đẹp chưa ha. Đúng rồi, thằng anh nó đúng đó, xem cho vui thôi, đừng bực bội để làm gì hết, vui đi mà, cứ vui đi vì cuộc đời cho phép. Rồi có người hỏi là sao phải hoa nhỏ trước hả Thảo? Dạ đúng rồi, cái này là hoa nhỏ trước để mình tạo một cái khoảng trống vừa phải để có hoa lớn hay sao? Tại vì ở trên này em để hoa lớn rồi cho nên em phải làm hoa nhỏ trước, khi mà tới cái vị trí đặt hoa lớn thì mới đặt hoa lớn thôi. À hả? Dạ. À, đúng rồi. Dạ, mình để ở dưới này trước thì mình đặt ở trên lên mới có chỗ mình đặt ở trên, tại vì đặt cái trên lên trước rồi đặt cái nhỏ rất là khó. À. Khi mà mình đặt mấy cái nhỏ đó, nó còn là cái chỗ trống đó, mình sẽ đôn cái kem lên để mình đặt cái hoa lên. Dạ đúng rồi lung linh hơn ha. Đừng có để vô hoa này cái màu giống vậy
ở bên này cũng giống vậy thì nó không có được, không có được đẹp lắm ha. Ok. À, Thảo sẽ đi la. Mọi người coi được khúc đầu rõ rồi, khúc này đâu có gì đâu, mày chỉ có để lên thôi mà. Mày chỉ có để hoa thôi, cho nên bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, rõ rồi. Có vui mà. Vậy nên Thảo sẽ đã làm sẵn những cái lá và giống như mẹ Thảo đã chỉ cho mọi người ha. Kem nhỏ này thì mình dùng để mình đính cái lá của mình lên lên cái bánh ha. À, mình phải tạo một đường kem nhỏ. Anh đừng phóng gần nữa nha anh chứ. Anh đừng phóng gần nữa để bấu bên cạnh. Bấu cạnh mà đang chín rồi. Rồi đi lá. Dạ, đi lá. Lá thì các bạn có thể thấy Thảo làm nhiều cái tông màu khác nhau ha, để mình tạo một cái độ sinh động cho cái dãy lá của mình ha. Ở đây Thảo xin chỉ cho các bạn luôn cách làm lá trực tiếp lên cái bánh ha. Thế rồi, làm lá trực tiếp luôn hả? Dạ. Rồi, uống luôn. Đang lúc nhìn ha. Chờ lớn luôn, chờ lớn luôn. Các bạn có thể thấy, có thể làm trực tiếp bằng cái đuôi hồng lên cái lá cũng được, hay bên cái bánh cũng được ha. Làm hoài nghe đúng không? Nó kêu báo liên tục, bây giờ không biết ai đang tải hay đang làm gì, nó liên tục nó báo mình chuyển. Ok. Các bạn nên làm lá cho nó có nhiều cái tông màu hơn, thì cái dây của mình nó sẽ tự nhiên và nó đẹp hơn. Rồi. Lá phải bỏ tủ lạnh nha bạn ơi, cái lá này họ đã bỏ tủ lạnh rồi. Lá mình bắt sẵn trước rồi. À, bạn này cứ quay qua cho cái cách lấy lá. Rồi cách lấy lá cũng còn hả? Cái lá như vậy ha. Mình biết cái. Đó, vậy thôi. Trời đất ơi. Được chưa? Đúng rồi. Cách lấy lá cũng phải quậy chứ. Rồi, tiếp theo. Ui. Tôi chưa cho. Mình xếp cái nó xéo nhau thành chính xác như vậy, nó làm cho cái lá nổi lên đường rất là đẹp. Cái này cái cục đúng không? Dạ đúng rồi, anh sẽ lựa cái lá cuối cùng. Xong rồi quay bánh gì? Rồi ok. Rồi quay một vòng ha, rồi ha. Đuôi số mấy? À, đuôi này là đuôi tròn. Đuôi tròn bình thường. Đuôi tròn này như là càng nhỏ càng số... số 10, đuôi số 10 á. Đuôi tròn số 10 nha cả nhà ơi, đuôi tròn số 10. À, nó có mấy cái trái giống như là cái trái dạ. Châu mà. Dạ đúng rồi anh.
Nhưng mà hôm nay em không chỉ cái mâm xôi đâu. Dạ, các bạn nếu có thời gian em sẽ chỉ. Còn hôm nay mình chỉ làm những cái trái. Cái mâm xôi anh không biết cái đó trái gì luôn. Đúng rồi, Thảo làm chủ đề Giáng sinh mà. Nãy từ đầu clip Thảo đã nói là Thảo sẽ làm một cái bánh với chủ đề Giáng sinh mà. Dễ thương quá, đẹp quá, ôi thằng Linh ơi, đẹp quá. Bây giờ Thảo sẽ điểm một số cái lá nó xung quanh cái viền của cái hoa ngay chỗ cái khóm. Dạ, có những cái khoảng trống lúc nãy ha. À. Mình sẽ để lá nụ lên ha. Trời đất ơi, sao tự nhiên kêu người ta bàn tay phù thủy. Tự nhiên đi chết đây chịu không nổi, chắc chắc tôi chết quá. À, xíu nữa chị Thảo sẽ viết chữ nha. Một hồi chị Thảo sẽ có một phần quà là một cái bánh này để cho bạn nào bạn bánh này đúng không Thảo? Dạ đúng rồi. Thảo sẽ làm cái này là phần quà cho bạn nào muốn tham gia câu đố của chúng tôi. Cứ phải cho Thảo đưa ra chứ anh em cũng không biết. À, có những cái khoảng ở trên bánh mình nên che những khoảng đó bằng những cái nụ ha. Một vòng nữa ha. Chưa xong rồi. Mình che những cái khoảng hở bằng những nụ này ha. Đẹp hơn hoa thật, hết từ để ca ngợi luôn. Ở ngoài hả? Ở ngoài nó không có đẹp đâu, mà nó rất đẹp thôi. Đẹp hơn. Nhỏ hơn cái này. Tại vì do mình quay bằng camera cho nên cái độ thật của nó rất là ít. Còn ở ngoài á, nó ít có đẹp lắm. Nó ít có đẹp lắm. À, có bạn hỏi là lúc mà lá hết lạnh nó có bị bèo nhèo không? Cô Thảo ơi. Không, nó nói chung là mình lấy lá khi cái lá còn cứng ha, tại vì lá nó mà mềm thì mình rất là khó lấy ha. Các bạn nên lấy lá khi lá còn cứng ha. Còn hết lạnh thì nó vẫn giữ cái dáng vậy thôi, không có đến nỗi bèo nhèo đâu. Dùng từ bèo nhèo với hương hoa hai lớp vô mặt bạc. Thảo sẽ đi thêm một số cái lá nhỏ nữa đúng không? Dạ không, những cái này là những cái chi tiết nhỏ, những cái nụ nhỏ. Nụ nhỏ nãy Thảo mới đi nè đúng không? Ok. Trời này... ơi. Để mình che những cái chỗ. Bánh này bằng kem em ơi, chứ không phải bằng thạch nha. Thạch nó không phải đâu, không phải. Chút nữa có việc muốn nhờ bạn Thảo giúp đi quen cái bát hoa. Đẹp lắm luôn. Rồi. Nụ thì mình nhúng vô thôi, đâu có gì đâu. Dạ. Thì đang mình kéo ra nè. Đó, mình kéo ra vậy thôi là cái nụ. Được chưa? Đuôi đó, đuôi số mấy nói cho bạn đó biết như thế nào. Đuôi này đuôi số 2 á bạn ơi. Mình đuôi đó đuôi số 2 nha, nhưng mà mình có thể dùng đuôi số 4 cũng được, mà hư gán chịu. À, mình dùng màu tự nhiên được nha, nếu mà mình biết cách sử dụng màu tự nhiên. Một cái màu. Cô Thảo có nhận đặt bánh không? Cô Thảo có là cô giáo mà. Cô Thảo có nhận đặt bánh không cô Thảo?
À, này inbox của Thảo nha. Mọi người có Facebook của Thảo hồi nãy có bạn nào boss vô rồi đó. À, Thảo đang làm cái gì? Thảo nói... Em những cái trái thì nó có những cái nấm chấm với mâm xôi cho nó trên giống tự nhiên. Không phải không? Không phải mâm xôi anh. Trái này là trái cherry. Rồi trái đó trái cà được chưa? Cái này cũng được. Không phải bậy hoài. Trái đó trái cà trâu đâu. Các bạn chưa? Nhớ để ý tới những chi tiết nhỏ ha. Thì khi mà người nhận sẽ thấy được cái sự tận tâm của mình khi mình làm cái bánh. Hoàng Anh về làm lại nha Hoàng Anh. Ok. Thật là đẹp trai đúng không ạ? Đúng vậy, thật là đẹp gái. Em sẽ bơm cái nhụy này đâm vào ha. Ngân hả? Cái việc này thì lúc trước trên Fabifood cũng có chị chia sẻ rồi ha. Fabifood ha. Ok. Cái ô rô đúng rồi, cái này cái ô rô. Cái việc đâm cái nhụy thì nó đơn giản vậy thôi ha. Mình đâm vô và mình bóp kem ra cho nó tức, nó tét ra ha. Cháy vào tầm bậy bạ hoài. Đúng rồi, dầu tầm bậy. Ây da, có cái bánh gì ôm nó ngủ luôn, không ôm dạ luôn. Tỉ mỉ từng chút ha, chăm chút từng chi tiết nhỏ ha. Mình chấm những cái giống như bông bi màu trắng lên. Đây cái này. Đó gọi là hoa gạo anh. Hoa gạo. Cái này gọi là hoa gạo đó. Mình chấm bé bé lên thì nó sẽ trắng những cái chỗ mà bị đen quá, nó sẽ nổi cái chi tiết của cái lá lên đúng không? Ôi thật ra là Thọ muốn vẽ lên thành bánh nữa mà chắc là không có kịp thời gian hả anh chắc. Ok bây giờ đó. Bây giờ Thảo có một cái câu đố cho mọi người. Nếu mà bạn nào trả lời đúng thì ngay lúc này luôn, lập tức luôn, Thảo sẽ viết lên trên cái bánh đó theo yêu cầu của bạn đó liền. Thì bạn đó muốn tặng sinh nhật trai cũng được, hay là sau đó cũng được, thì được không? Thì sẵn viết đó là mình Thảo sẽ chia sẻ cái cách mà mình viết chữ luôn, nhanh lắm, 30 giây à. Nha, được chưa? Ok ha. Bây giờ cái bánh sẽ để in nó cho Thảo viết đúng không? Thảo viết đúng không? Rồi bây giờ Thảo xin lỗi Thảo là bây giờ Thảo đặt câu hỏi đi, câu hỏi gì cũng được. Xin lỗi anh ngắt lời xíu, là ở ngoài Hà Nội hoặc là nói chung là cả nước Việt Nam ở đâu nhìn cũng được đó nha, nhưng mà mình phải có người thân ở trong khu vực Sài Gòn đi qua bên lớp học của Thảo nhận nha, tại vì tránh muốn mọi người ai cũng nhận, ví dụ như ngoài Hà Nội mà chúng thì có bạn ở trong Sài Gòn cho bạn nhận giùm, giống như là một cái quà tặng cho bạn cũng được. Ok không? Ok ha, bây giờ để cho Thảo một phút suy nghĩ câu hỏi. Ok. Thật ra câu hỏi đơn giản lắm. Nếu mà các bạn đã theo dõi từ đầu tới cuối thì Thảo hỏi như thế này. Có nghĩa là cái hoa camellia đó. Khi mà mình đặt câu hỏi xong á, mình nói bắt đầu thì mới được tính. À. Đến thôi, như nhiều bạn bị comment trước hay là bị lắc á. Rồi, bắt đầu mới được tính ha. Khi mà các bạn mình làm camellia thì Thảo có chỉ cái cách làm cánh hoa giống hình cái gì. Giống hình cái gì ạ? À, bắt đầu đi. Bắt đầu. Rồi, Thảo đặt câu hỏi rồi ha. Anh Gánh xong đọc lại ha. Có bạn tên là Bích Trâm Huỳnh nói giống cánh quạt. Đúng rồi. Đúng rồi ha, vậy chúc mừng bạn Bích Trâm Huỳnh nha. Giống cánh quạt. Rồi, bạn Bích Trâm Huỳnh muốn ghi cái gì? Comment lên cho nó giùm anh Gánh đi. Bạn Bích Trâm Huỳnh comment lên cho nó muốn ghi cái gì? Bạn Bích Trâm Huỳnh trả lời được rồi. Bây giờ bạn Bích Trâm Huỳnh muốn ghi cái gì bạn biết trong mình ghi comment lên cho nó giùm anh Khánh sẽ đợi. Anh Khánh sẽ đợi 30 giây. Bích trong mình nhìn Bích trong mình nhận rồi, Bích trong mình comment đúng rồi. Sao mà nhanh dữ vậy trời? Nhanh như điện sạc luôn. Đi cắt quang. Bạn Bích trong mình comment lên trên đó giùm đi. Muốn ghi cái gì?
Ông ghi cái gì là anh nhắn ngắt nha, anh nhắn ngắt show nha. Bạn biết trong mình muốn comment trên, muốn ghi trên cái bánh là cái gì à? Đi, thôi ra coi. Cái gì cây chén gì trời. Biết trong mình muốn nhận, muốn ghi cái gì lên trên cái bánh giùm. Muốn ghi cái gì lên trên cái bánh giùm. Ok, vậy thôi, bạn biết trong mình không có không comment đâu gì. Vậy là anh tránh được cái bánh đi Nguyên, không có ghi nội dung rồi nha. Bích trong mình comment gì đâu. Hình cái chén. Bích trong mình kêu vẽ cái gì trên cái bánh đây. Phương Thảo Nam Nguyễn nha, Phương Thảo Nam Nguyễn rồi. Ok, tao cho dân chúng coi chứ. Trời đất ơi, sao dễ đẹp quá vậy? Trời ơi. Trước giờ chưa bao giờ ghi tên mình lên bánh hết. Không biết ghi được không? Quỷu luôn. Bạn đã ghi nguyên là không có dấu đâu nha. Nghĩa là cái tên không có dấu á. Ý nhẹ nhẹ tại tỏ. Đừng biểu diễn biểu. Là bể dĩ vậy đó. Đừng biểu. Yeah, xong rồi quay, sure. Bánh phủ camber hay là SGL là gì vậy? Bánh phủ camber hả Thảo? Dạ đúng rồi. Phủ camber, à, không có dấu. Bạn nói gì không có dấu, sorry. Rồi được rồi, ok. Đây cái bánh một vòng qua đây lại. Quay qua bên này, à, bên này đúng không? Chưa nữa hả? Hôm nay đi, chữ rất là xấu. Ok, rồi à. Vậy là xong cái tiết mục chia sẻ của Thảo rồi ha. Thật ra là rất là muốn chia sẻ với cả nhà mình nhiều thứ hơn nữa, nhưng mà do cái thời lượng chương trình nó có giới hạn với tụi Chánh phải vừa cắm pin mà vừa quay á, nên phải thông cảm cho nha. Đây là Chánh, mình là Chánh Trần, đây là Nam Thảo. Thảo có muốn nói gì với lại mấy cái bạn fan không? Dạ thì các bạn qua buổi chia hôm nay thì cũng là một số cái tip nhỏ cho các bạn. Để các bạn có thể có thêm kinh nghiệm khi mà mình làm ra hoa và mình phối hoa lên bánh ha. Thì các bạn cái gì cũng vậy, mình cứ về mình luyện tập cho nhiều thì mình sẽ làm được đẹp thôi. Còn có vấn đề gì đó mà thắc mắc thì cứ inbox cho Thảo, Thảo sẽ trả lời các bạn. Ok, Facebook của Thảo thì lát chính sẽ post lên trên fanpage của Firefox nha. Cảm ơn cả nhà nhiều lắm, bỏ thời gian theo dõi. Đây là Chánh Trần và đây là Thảo. Bye bye.